Howard Marks, nhà đầu tư và nhà sáng lập của Oak Tree Capital Management, đã chia sẻ nhiều về chu kỳ kinh doanh và chu kỳ lợi nhuận của doanh nghiệp trong các bài viết và sách của ông. Chu kỳ lợi nhuận của doanh nghiệp phản ánh sự biến động của lợi nhuận qua các giai đoạn kinh tế khác nhau. Dưới đây là các khái niệm chính về chu kỳ lợi nhuận của doanh nghiệp theo quan điểm của Howard Marks. Chu kỳ lợi nhuận của doanh nghiệp một giai đoạn tăng trưởng trong giai đoạn này, doanh nghiệp trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận. Nhu cầu thị trường cao, tiêu dùng tăng và các yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi hỗ trợ sự phát triển. Các doanh nghiệp thường mở rộng quy mô, đầu tư vào công nghệ và tăng cường các hoạt động sản xuất. 2. Giai đoạn đỉnh cao. Đây là giai đoạn doanh nghiệp đạt đến mức lợi nhuận tối đa thị trường đang ở đỉnh cao của chu kỳ kinh tế và hầu hết các doanh nghiệp đều có hiệu suất tốt. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhà đầu tư cần cẩn trọng vì các yếu tố tiêu cực có thể bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn như lạm phát gia tăng hoặc chi phí nguyên liệu tăng. 3. giai đoạn suy giảm. Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bắt đầu chậm lại hoặc thậm chí giảm sút. Nhu cầu thị trường giảm, tiêu dùng giảm và doanh thu của doanh nghiệp bị ảnh hưởng các doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về tài chính và phải cắt giảm chi phí để duy trì hoạt động. 4. Giai đoạn đáy Đây là giai đoạn lợi nhuận của doanh nghiệp ở mức thấp nhất. Thị trường ở trong giai đoạn suy thoái và các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm giảm doanh thu, tăng chi phí và áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiêm ẩn cơ hội mua vào cho nhà đầu tư nếu họ có thể nhận diện được các doanh nghiệp có khả năng phục hồi các nguyên tắc của Howard Marks về chu kỳ lợi nhuận. Một, hiểu biết về chu kỳ. Nhà đầu tư cần có sự hiểu biết sâu sắc về các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhận diện được vị trí của doanh nghiệp trong chu kỳ sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý. Hai, phân tích kỹ lưỡng. Luôn thực hiện phân tích kỹ lưỡng về tình hình tài chính của doanh nghiệp và các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến lợi nhuận. Điều này bao gồm việc xem xét báo cáo tài chính, đánh giá quản lý và phân tích ngành nghề. 3. Kiên nhẫn và kiên định. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn và kiên định với chiến lược đầu tư của mình, không nên bị lôi kéo bởi những biến động ngắn hạn của thị trường và luôn duy trì quan điểm dài hạn. 4. Tìm kiếm giá trị. Tập trung vào việc tìm kiếm các doanh nghiệp có giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng dài hạn đôi khi các doanh nghiệp ở giai đoạn suy giảm hoặc đáy có thể mang lại cơ hội đầu tư tốt nếu chúng có nền tảng vững chắc và khả năng phục hồi. Lời khuyên của Howard Marks, chú ý đến rủi ro. Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt. Nhà đầu tư cần đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và không nên đầu tư quá mức vào một doanh nghiệp hoặc ngành nghề cụ thể. Linh hoạt trong chiến lược Hãy linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược đầu tư dựa trên các điều kiện thị trường thay đổi. Học hỏi và cập nhật kiến thức. Luôn học hỏi và cập nhật kiến thức về thị trường và các doanh nghiệp để có thể đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn. Việc hiểu rõ và làm chủ chu kỳ lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư. Howard Marks nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự kỷ luật và sự sáng suốt trong mọi giai đoạn của chu kỳ